sau khi mà mình chữ đông xếp theo từng hộp rồi thì mình chia như này. Ở dưới này là hai hộp 3 lít mốt nha. Vẫn còn một cái khoang rộng này. Ở phần trên này là tôm với cá của mình, là hộp 2 lít bao, hộp lít rưỡi và hộp 650ml. Đây phần trên này thì là những cái thực phẩm mà mình có sẵn ở trong tủ lạnh hôm trước, là gồm tôm này, cà chua bi mà chữ đông này, ghẹ này, và ở đây là một cái hộp kem của trẻ con làm sẵn. Và cái phần trên này là phần mình ưu tiên để đựng những cái hộp mà cao cao như thế này. Đấy. Thì với cái tủ này thì mình vẫn còn hai cái khoang ở dưới để mình có thể trữ tiếp được nữa. Nên là cái lượng mà thực phẩm mà lúc nãy mình vừa mới soạn đấy cũng không thấm tháp gì vào cái việc mà mình để trong một cái tủ lạnh như này. Tủ của mình cũng bé thôi, cũng không phải là dạng tủ to, thì mình cũng đã lưu trữ rất là gọn gàng rồi. Và mỗi bữa ăn thì mình chỉ cần lấy ra một hộp ở trên này. Đấy, để mình có thể sơ chế, mình có thể nấu ăn theo bữa luôn.